Xin chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với những diễn biến của khuôn khổ EPL mùa xuân 2021. Chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi cuộc đụng độ nói như nào ta? Đang có một sự căng thẳng nhất định đến từ cả hai khi mà tỷ số đang là 2-2. LG họ đã dẫn trước số 2-0 nhưng bây giờ Edward Gaming đang càng ngày càng có được một sức chiến đấu cao hơn rất là nhiều và họ đã cỡ hòa số 2-2 để bước đến ván thi đấu thứ năm. Ván này đã quyết định xem đội nào sau đội đụng độ Phoenix Phoenix và MVP dành cho Scout. Dễ hiểu mà thôi. Một ván thi đấu mà chúng ta có thể thấy rằng những cái tình huống ở dàn về sau của anh ta có những cái pha làm choáng tương đối quan trọng, và đặc biệt là cái dàn đi đường là một cái điểm sáng dành cho Scout trong ván thi đấu này, khi mà liên tiếp là những cái kèo mà anh ta đẩy đường đường trước và anh ta đã tạo ra áp lực vô hình ở hai bên cánh. Một tình huống anh ta can thiệp lên khu vực đường trên, chính xác là hai tình huống anh ta can thiệp ở khu vực đường trên. Một pha đầu thì anh ta ép được CS đến từ Sahu, pha sau là một tình huống băng trụ rất là mẫu mực. Còn trong khi đó thì trong cái giai đoạn mà bên phía của RNG họ đẩy mạnh lên cánh trên đó, thì anh ta lại chuyển dịch cái áp lực đến từ con Syndra dạng về giai đoạn xuống nửa dưới của bản đồ. Đây chúng ta thấy rõ ràng là Seoul có pha đẩy khá ổn nhưng trước đấy tiếc là không thể làm được điều gì nữa cả. Cốc này cốc chết của Gala rồi, Gala hết cái để có thể chạy rồi anh ta bắt buộc phải nằm xuống mà thôi. Nhưng vẫn có nhiều điều là Scout chọn những cái vị trí nó rất là tốt nha. Anh ta luôn ở những cái thế mà đủ đẹp để bạn có thể thoải mái xả lượng sát thương của mình theo thời gian cũng như là bùng nổ sức mạnh vào những địa điểm trọng yếu nhất. Chỉ trừ một cái pha anh ta bị bỏ lại ở khu vực đường giữa và phải mất đi cho mình đó đồng hồ và sau đó cũng sẽ phải nằm xuống. Pha này thì khác rồi, pha đó thì sớm hơn pha này khoảng chừng 50 phút gì đó. Pha thi đấu này là anh ta trở thành mục tiêu bị tấn công nhưng sau đó thì anh ta tốc biến sau khi sử dụng cái đồng hồ để thể thoát khỏi sự truy đuổi đến từ những cái bộ đôi đến từ bên phía của anh Ji. Và ván thi đấu pha này thì Viper bắn rất là kinh, bắn cực kỳ lực luôn. Đúng là như vậy, và đó cũng là gì đã diễn ra ở trong ván thi đấu thứ tư. Chúng ta cũng đã chứng kiến được một Viper đang dần dần hồi sinh trở lại. Còn trong khi đó thì một Syndra làm theo của Scout đã có màn trình diễn rất tốt, để coi coi cấm và chọn ở trong ván thi đấu thứ năm mà sẽ quyết định như thế nào, khi Syndra lại là một trong những con tướng nó không hợp meta. Thật ra mà nói thì nó vẫn có những sự lựa chọn, nhưng để gọi là một trong những sự lựa chọn hàng đầu xuyên suốt, đôi khi là ở sự lựa chọn thứ hai, thứ ba gì đó, nó cũng không thực sự là một con tướng nằm ở trong những danh sách đó nữa. Nó sẽ nằm ở cỡ khoảng từ thứ năm, thứ sáu trở đi. Tức nghĩa là sẽ bích ở vị trí phase 2 slot 4-5 dành cho một cái đội tuyển khi mà không có một vài những cái con tướng dịu dàng áp lực lên. Thật ra Syndra cũng là cái con tướng áp lực lên rồi đó, cụ thể trong kèo Syndra và Orianna. Và bên cạnh đó kết hợp với kỹ năng đi đường khá là tốt của Scout thì anh ta đã xử lý rất là tốt và kết quả mang lại một cái hiệu quả dành cho bên phía của EDG khi mà họ đã cân bằng được tỷ số là 2-2 cho kèo thi đấu BO5 cực kỳ căng thẳng. Ván thi đấu cuối cùng, ván thi đấu quyết định đội tuyển nào sẽ có mặt tại trận chung kết nơi mà Fnatic đang đợi sẵn ở phía bên trong. Và hiện tại vẫn đang rất là sôi nổi, nó đang cực kỳ sôi nổi. Sôi nổi mà phải vui, nhưng mà xin lỗi các bạn, nãy giờ trải qua nhiều ván quá cũng hơi mệt tí xíu. Thì chúng ta đã trải qua trong xuyên suốt có những trận đấu kết thúc rất là lẹ, nhưng có những trận đấu cần phải tới những cái giây phút của khoảng từ phút 35 trở đi chúng ta biết được là đội là sẽ đòi giành chiến thắng. Nhưng nó thuộc dạng là một khoảnh khắc, tức là cứ bằng một khoảnh khắc đó, giống như vừa rồi Scout một cái phản xạ rất là tốt. Anh ta đấy là cái tình huống Blunder có thể nhảy qua tường và bắt anh ta. Anh ta quét tay kiểu ngăn cản một pha mà ngăn cản một pha gọi là xin lỗi các bạn là Siohu, ngăn cản một pha Siohu có thể tiếp cận được này và để anh ta về và khiến cho Minh cũng bị chậm nhịp và các thành viên của RNG đã không thể làm được gì trước Scout cả. Thì đó, nó cũng được một khoảnh khắc. Thì cái ván thi đấu trước đó cũng vậy, cũng chính Scout là người đã có những nét vẽ cũng như là cái bão tố, cái xin lỗi các bạn là cái sóng sóng điện từ, nó đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình để thay một sức khổng lồ, tạo một tiền đề rất lớn cho những người đồng đội của anh chàng này có thể giành chiến thắng. Đồng ý. Và chưa kể đó, ván thi đấu kèo thi đấu BO5 này thì cả hai đội tuyển đều đang thể hiện được một cái sự ngang bằng nhau những tình huống kiểu dạng phản ứng, một bên tấn công bên kia sẽ tấn công ở một cái cánh khác chứ không phải là phòng ngự. Thì chúng ta có thể thấy những cái điều kiện thắng bắt đầu được chia dành cho rất là nhiều cỡ hai đội tuyển, và chúng ta hãy cùng tiến đến với giai đoạn cấm và chọn. Ván thi đấu này thì bên phía của RNG vẫn ưu tiên bên phía đội 1 khi mà họ được quyền chọn bên. Còn trong khi đó thì phía của RNG họ đã hoàn thành xong 3 lượt cấm của họ, là gồm có Rê, gồm có Tam Ken, gồm có Tafes rồi, những vị tướng có khả năng khép cốc rất tốt bằng bộ kỹ năng của mình. Edward Gaming để coi lượt cấm cuối của họ sẽ nhắm vào vị tướng nào đây. Con giấy làm thấy có Blandre, thật sự mà nói nó không phải là một trong những cái tốt đến từ anh chàng này. Tôi nghĩ là Blandre sẽ trở lại với những cái kèo theo dạng chống chịu khu vực trên cũng như là tạo tiền đề khu vực, những tình huống giao tranh lớn chẳng hạn, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho người đồng đội của mình. Còn RNG để coi là ở trong những sự lựa chọn bao pick thì quyết định của RNG sẽ chọn sớm con tướng ở đây, không là hơi giữ nguyên Kai'Sa cho Gala tiếp à. Từ nãy giờ thì Kai'Sa làm thay của Gala khá là ổn, nhưng RNG họ nhận ra một câu chuyện, có Alista này nó cần thiết hơn là so với làm con Kai'Sa. Tại Alista là một trong những có thể mở ra cái lợi thế lớn trong những pha giao tranh lớn, và việc là có thể
bò hút nghiền nát hai ba người. Phòng xạ thủ thì chưa biết đều được. Xạ thủ thì chưa biết, nhưng mà bởi vì bây giờ xạ thủ còn hai con tướng Kai'Sa và Kitana thì hoàn toàn có thể có một cái sự lựa chọn. Nếu như đối phương chọn một thì họ sẽ chọn một, nên sự lựa chọn có một chọn đến từ bên phía của Angie đang bắt đầu có sự thay đổi. EDG, đây là lần đầu tiên mà bên phía của đây là lần tiếp theo mà bên phía của Viper sử dụng cho mình đấu công bài Kai'Sa trong ván thi đấu này, thì để coi cái cách hoạt động của ta sẽ là như thế nào. Sự lựa chọn dành cho Gala không phải là Chitara phay vào đó, anh ta lựa chọn cái con tướng có khả năng tự chơi được nhiều hơn. Với một cái bão tố nổi dậy thì cái áp lực đến từ con bài Hecarim phần đó cũng sẽ được giảm đi. Đúng là như vậy, và chưa kể đến là những sự lựa chọn sau đó, cả thành viên của Kimin cũng một phần nào đó sẽ ít có thể nhắm được vào một con Seiya vẫn còn đóng cái bão tố nổi dậy. Thì đấy có lẽ của Kimin bên này đã chọn sớm cặp đôi xạ thủ hỗ trợ rồi, tôi nghĩ là của Kimin cũng nên chọn sớm cặp đôi xạ thủ hỗ trợ luôn. Lấy con này có hơi mỏng quá không ta? Đúng, khả năng tấn công đến từ Rakan và Kai'Sa rất là khỏe, nhưng mà về khả năng chống chịu đến từ một con Rakan sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Chính một pha lao vào ẩu có thể sẽ phải trả giá bằng cả một mạng hạ gục của mình. Nhưng họ sẽ bổ sung thêm cái công cụ mà giao tranh, cùng với đó là hiện không chế sẽ follow up theo cùng với bóng ma kỵ sĩ nữa. Thì ý đồ đến từ bên phía DG là tìm ra một cái phương án ở giai đoạn về sau, khi mà kết hợp với nhiều cái con tướng có thể băng bổ vào. Thì trong tình huống này thì họ hoàn toàn có thể bổ sung những mẫu chức tướng pháp sư tùy ý nha. Có thể bổ sung Azir để có thể follow up cùng với những cái tình huống tấn công. Ô, đó lực lượng chọn cấm đến từ bên phía DG rồi. Tôi nghĩ là bắt đầu tôi cũng nghĩ là sẽ hạn chế đi, nhưng mà khi nhìn vào thì họ cảm nhận như đội hình này mà gắn thêm Ozzy khỏe lắm. Chính xác là như vậy, bởi vì tôi nghĩ là họ sẽ chọn để có thể vừa có dàn đi đường tốt ở khu vực đường giữa, nhưng mà nếu như họ không chọn thì bên phía của Angie họ sẽ chọn dành cho Crane, và khi mà có cái phân chia thiên hạ thì cái khả năng lao vào đến từ bên phía của DG sẽ bị có một cái công cụ khắc chế ngược trở lại. Tại vì cái bão tố nó vậy không là thấy khổ rồi đó. Bây giờ bạn còn bị dính thêm cái phân chia thiên hạ nữa thì việc vẫn có thể đánh được vào tiếng sâu của Angie sẽ bị hạn chế rồi. Chưa kể đến hãy nhìn, đây là con Alista với hai tác dụng: tấn công lao lên hoặc là phòng thủ lại bằng cái nghiền nát của mình để chống trả lại những pha lao đến một cách mạnh mẽ đến của Kimin. Cho nên bắt buộc thôi, họ phải đưa con Azir này vào trong lượt cấm, như vậy nó sẽ đỡ một tí xíu. Orianna lượt cấm tiếp theo nó cũng hợp lý. Crane ván thì đấu vừa rồi đã có một màn trình diễn rất tốt bởi con Orianna này, và chưa kể đến đó là những cú xoáy cũng sẽ là một trong những cái áp lực rất lớn ở tuyến sau của đối phương. Có thể con Orianna nó không có được những tình huống theo thời gian như là con Azir, nhưng nó cũng đã một cái đảm bảo rất là chất lượng, đó chính là cho dù ở tuyến trước bên phía của Gaming có la vào thì tuyến sau cũng sẽ rất là nhát bắn, chỉ với những quả cầu được đặt ra mà thôi. Hoàn toàn đồng ý. Để coi sự chọn cấm tiếp theo đến từ phía của Angie là gì. Họ sẽ bổ sung thêm một cái lực cấm pháp sư tương đối chất lượng của Scout, giống như ván thi đấu thứ 3 đó ở khu vực đường giữa. Và trước đó, bởi vì cái đội hình đến từ bên phía UGC sẽ nhiều khả năng tấn công nhiều hơn với khả năng lao vào, nên họ cũng đã cấm đi con Nocturne ở khu vực đường trên dành cho Flandre. Jay, một cái kèo thi đấu vẫn đang được giữ dành cho Flandre. Anh ta xử lý về mặt căn bản chất tướng những cấp độ đầu tiên thì anh ta vẫn làm đúng và anh ta vẫn đè lên được. Nhưng mà bởi vì về cái điều kiện thắng á, nó được phân chia khác đến từ bên phía của RNG, khiến cho họ có được lợi thế của vực đường trên. Quyết định giữ Na tiếp hay là Seohu sẽ chuyển sang mỗi kèo khác? Na thôi. Bây giờ nếu mà đánh theo kèo khác thì tôi nghĩ là cần phải có sự thuận tay nhất định. Ví dụ đánh con Irelia chẳng hạn. Đó. Chứ mà bây giờ đánh Manfi thì khó. Manfi thì vẫn bị thua ở những cấp độ đầu tiên. Hay đánh mấy con kiểu dạng Saiyan hay là Oan. Thực ra mấy con đó nó không có nằm, tức là trong bể tướng được của thuận tay của Sahu đúng không? Kiểu là như vậy. Cái sự lựa chọn Na ở khu vực đường trên này thì tôi nghĩ là cũng được, nếu như có được cái dạng đi đường mà không quá tệ. Quan trọng là khu vực đường giữa nè. Khu vực đường giữa là phải pích một cái kèo mạnh dành cho Ryan. Bởi vì cái áp lực khu vực đường trên á, nãy giờ bị đẩy nhiều là bởi vì Scout di chuyển lên khu vực đường trên để có thể thiết lập những cái tình huống mà đai trụ ba người, thì khiến cho Sahu tương đối là khó thở. Ngược trở lại, ván thi đấu này thì Crane quyết định sử dụng con bài Corki để có thể đảm bảo cái lượng sát thương ở giờ về sau với một vị tướng xạ thủ thứ hai. Nó hợp lý dành cho phía của Angie. Tại đội hình này là đội hình đánh lùi rất là ổn nha. Đây là một đội hình có được một con Na, có được một con Seiya và có được một con Corki, tức là ba mũi nhọn tấn công đến từ Angie là ba mũi nhọn tay dài. Còn trong cái đó thì hai mũi nhọn tay ngắn có thể tùy vào cái tình huống mà bọn họ có thể tung ra bộ kỹ năng của mình. Họ muốn lao lên tấn công hay họ muốn có thể chậm lại để có thể cho bộ ba này tấn công là một câu chuyện rất dễ dàng và bình thường mà thôi. Nhưng cái mấu chốt lớn nhất nó vẫn sẽ là cái câu chuyện giai đoạn đi đường. Hãy nhìn vào đội hình hiện tại, Crane tính đi đường giữa bọn Na và Seohu tính đi con Corki. Chắc chắn sẽ có một sự thay đổi ở đây rồi. Na đi dưới con dây nó sẽ ok hơn tí xíu. Thì để coi coi là ván thi đấu cuối cùng này con Corki nó sẽ vận hành tốt hay là không.
cái mấu chốt rất là lớn. Tại vì Koki là một trong những con tướng có một lượng sát thương rất là bùng nổ trong một khoảnh khắc. Nếu như nó không có được những góc bắn đẹp, nếu như nó không có được sự tỏa sáng nhất định, thì đội hình này đến từ bên phía của OG sẽ rất khó để thể vận hành được. Tại vì nên nhớ là cái lượng sát thương đến từ một con Seiya trong khoảng giai đoạn với một món trang bị đầu tiên đi, nó sẽ khó khó để có thể đọ được bằng một con Kai'Sa có một chiếc thị quái trên người. Hơi khó tí xíu, nó đòi hỏi nhiều điều kiện hơn. À, nó là cái ngưỡng sức mạnh của những con tướng này thì kiểu như Seiya là nổi tiếng với cái ngưỡng sức mạnh là kiểu dạng ba món trang bị đầu rồi, nhưng mà với một cái cung phong linh thì cái độ đột biến trong những tình huống triệu hồi vong long vũ vẫn là có dành cho Gala. Quan trọng là cái kẹo khu vực đường giữa nè, để coi với ván thi đấu này thì không sử dụng Orina. Orina thì anh ta đánh không lại so với con Shinra của Scout, nhưng với con Koki thì dù sao anh ta cũng sẽ có cái khả năng đẩy đường, và có lẽ anh ta sẽ hướng lên trong đó thần kiếm á, giọt nước mắt sẽ được lên sớm. À, lần về nhà đầu tiên chẳng hạn, để giúp cho khả năng spam kỹ năng dành cho anh chàng người chơi đường giữa bên phía Angie Ryan được đảm bảo. Và quan trọng, nếu như trong những tình huống mà Scout di chuyển khi mà cái đợt lính của ta không được đẩy á, thì nhiều khả năng với cái khả năng đánh sát thương theo thời gian của con bài Koki thì lớp giáp trụ sẽ bị bào dành cho Ryan, thì đó là cái cơ sở để cho hình thành cái đội hình hai xạ thủ ở dài về sau dành cho bên phía của Angie. Rồi, tất cả những sự lựa chọn đều đã xong rồi, và cả một mùa giải đến từ các ai rồi, chỉ còn quyết định đúng bằng một ván thi đấu nữa mà thôi. OG đối đầu với Edward Gaming, ván thi đấu thứ 5, đội hình của các ai đều đã xong, và OG họ sẽ đánh bên trái màu xanh, còn trong đó thì Edward Gaming sẽ đánh bên phải và là màu đỏ. Kêu đúng đổ đây và những bản bổ trợ, để tôi xem là những bản ngọc bổ trợ, họ vẫn giữ nguyên, không có nhiều sự thay đổi lắm. Khi mà đúng đường giữa Koki với cái bước chân này tóc là câu chuyện bình thường mà thôi. Đây là một những anh chàng mà cần phải trụ đường để có được những cái lượng nước mắt tốt, cũng như là lượng trang bị tốt nhờ vào lượng kinh tế mà mình kiếm được. Chính xác là như vậy. Và thật ra trước khi mà ván thi đấu này bắt đầu thì có cái đoạn phỏng vấn nhỏ nhỏ của anh chàng Meko, đó chính là anh ta đánh giá ai cao nhất trong đội hình của phía Angie, thì anh ta đánh giá rất là cao Sahu với cái kinh nghiệm thi đấu cũng như cái phong độ của Sahu trong dạng gần đây. À, nhưng mà quan trọng anh ta chốt một cái câu là sẽ cố gắng để có thể đánh bại các thành viên của phía Angie để có thể phục thù trong cái trận thua ở giai đoạn vòng bảng đó. Thì hy vọng là Meiko sẽ làm được điều này, và quan trọng hơn nữa là hy vọng cả hai đội tuyển sẽ cống hiến một cái ván thi đấu cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ thăng hoa, và nó tương đối căng thẳng. Nếu mà được giống ván tư thì cũng ok, 50 phút không phải là vấn đề đối với tôi cũng như anh Trung, đúng không? Tất nhiên là không rồi. Ý tôi là không đúng á. Chứ tôi cũng hoại lắm rồi. Thật sự là cũng hoại lắm rồi. Tại vì thật ra mà đó kiểu có những trận đấu nó giao tranh liên tục trong khoảng 50 phút đi, không có gì để nói. Nhưng mà nó chìm một cái khoảnh khắc nào đó, nó khiến cho bạn bị trầm xuống rất là lẹ. Không, vậy là anh Trung có thể tự do thoải mái thôi, bởi vì đây giải đấu LPL chứ nó không thi về kiểm soát như là LCK. Thì khiến cho nhịp độ giao tranh cũng tương đối nhanh chóng, và chưa kể đó cái áp lực đến từ những tướng tấn công nữa. Ván thi đấu vừa rồi, mặc dù ván thi đấu tương đối kéo dài, nhưng mà cả hai bên nếu như chỉ cần có một tình huống di chuyển sai lầm mà thôi, họ hoàn toàn có thể phải trả giá bằng những cái mục tiêu ở trên bản đồ. Rồi, để coi cái vòng rừng của cả hai thì ván thi đấu này tương tự nhau, họ sẽ ăn từ nửa dưới để có thể áp lực lên nửa trên của bản đồ. Như vậy cặp đôi đường dưới của cả hai bắt đầu va chạm nhẹ, nhưng mà những cái tình huống kiểu dạng rừng can thiệp thì sẽ không có nhiều. Cả hai thì tức là như nào ta, đã tới cái thời điểm mà không còn suy nghĩ tới câu chuyện là cần phải đánh như thế nào nữa. Cái mà họ cần phải làm đó là tập trung hết 100% để tránh những tình huống sai lầm nhất định, bởi vì chỉ cần một pha thôi thì rất là dễ bị snow. Chúng ta đã từng chứng kiến những ván thi đấu thứ 5 mà một đội kiểu như đánh theo dạng buông thả rồi còn lại là cứ thế tấn tới. Thì tình hình ở trong giai đoạn hiện tại cũng tương tự như vậy. Crane ở khu vực đường giữa để xem là với cái bước chân thần tốc, những tình huống cấu rẽ như thế này thì nó cũng không đủ để có thể làm khó được Crane. Anh ta có bước chân thần tốc, khả năng trụ đường của anh ta vẫn rất là tốt. Nhưng nếu như bạn cứ liên tiếp bị đè ép như thế này thì nó sẽ giống như câu chuyện ở ván thi đấu thứ 4. Tức là Scout sẽ liên tiếp ram ở hai bên cánh tạo độ khó và khiến cho con Na, đặc biệt là đường trên con Na, nó sẽ rất khó khăn trong cái giai đoạn đi đường của nó. Đó là như vậy. Ván thi đấu này thì có thể thấy như Quay cũng đã thay đổi cái vòng rừng của mình rồi. Anh ta không ăn từ bùa xanh để có thể câu cái vòng rừng cover nhất, ổn nhất dành cho Sahu. Thì ý đồ của phía Angie thay đổi, nhưng ngược trở lại thì Angie họ vẫn sẽ có cơ sở để có thể thắng với những cái kèo chất tướng kiểu dạng đường đơn là như vậy. Scout đang thi đấu quá ổn ở khu vực đường giữa nè. Rain chỉ còn lại cho mình đó là 1/3 cái lượng máu của họ, của anh ta mà thôi. Bình thuốc biến dị cũng đã được sử dụng hết, và cái nhịp đẩy khu vực đường giữa đang giúp cho Triệu có khả năng kiểm soát được cái lượng tầm nhìn đến từ con cua. Thậm chí cái góc đẹp thì anh ta có thể ăn hai cua trên và cua dưới. Cái ván này bắt đầu chúng ta thấy thể hiện là cái đầu lạnh đến từ Scout đang tốt hơn rất nhiều so với lại Crane rồi đó.
Ryan bắt đầu gặp rất là nhiều khó khăn ở trong cái giai đoạn đi đường này, nhưng mà Wade đang tới có thể hỗ trợ. Chắc không hỗ trợ được bao nhiêu. Sát thương đến từ Ryan bây giờ đang một phần ở đó bị hạn chế, bây giờ ta đang có một lượng máu yếu. Nếu như ta không cẩn thận, ta sẽ là người nằm chính xuống. Chính xác là như vậy. Scout đang thi đấu cực kỳ hay trong ván thi đấu này. Ryan đang rướng một vài chỉ số lính và bắt buộc phải về cho tình huống này. 20 thua 3. Chỉ số lính, những cái thế lính thì đang được đóng băng và Scout hoàn toàn có thể sử dụng cái dịch chuyển của mình ra. Quan trọng hơn nữa là 32 quái vật rừng, hai con cua đầu tiên dành cho Triệu Triệu ván thi đấu này. Đúng, bởi vì một tình huống quay gắn đường trên, gắn đường trên bắt cho bằng được. Khi thấy Plan D không còn nhiều năng lượng lắm, Plan D sẽ bị mất tốc biến hay chăng? Tôi nghĩ là Plan D nên giữ tốc biến đi, nhưng mà Plan D quyết định là mất tốc biến trong pha này. Tôi không thật ra nên giữ tốc biến tại vì chết chắc rồi. Đồng ý. Cái góc ra quá khó chịu. Flare vừa rồi thật ra có ý đồ của anh ta là như thế này. Anh ta tốc biến sau đó tạt cái E dạng búa để khiến cho kiểu dạng outplay được quay á. Và đáng tiếc anh ta không làm được như vậy. Sao anh ta không làm giống Badland? Hồi lúc trước Badland có một kiểu đó là không, tôi không có cà khỉa, tôi không có chữ, tôi không tôi có nói sao mà, tôi là, tức là bạn gõ đối phương về trong một khoảng cách nhất định. Bạn quy vào người của đối phương. Rồi đường dưới va chạm rồi nè. Đường dưới mình sẽ phải lùi lại. Thật ra tôi đâu có nghĩ anh cà khỉa đâu. Bởi vì Badland là tuyển thủ đang có tỷ lệ thắng 100% ở VCS. Đánh được trận đầu xong nghỉ tới giờ. Nếu dùng hợp lý của tôi biết đâu đấy đúng không? Tôi nghĩ là một thời điểm nào đó West Ham sẽ quyết định mua Badland về đá cho đội của mình, biết đâu đấy đúng không? Đá cặp cùng với Ligadinho. Ừ, Ligadinho. Tự nhiên lại thi đấu tốt, ai biết được. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ là quay đã muốn bắt được Meiko. Meiko bị dính combo bò hút nghiền nát. Meiko đã phải bỏ chạy, quay tốc biến dí theo để còn có gì đánh được ông ta. Gala không có khoảng cách đủ để có thể xỏa sáng được cho nên hơi khó. Rồi, pha vừa rồi thì dù sao Sahu cũng đã phải đầu tư cho mình đó tốc biến rồi, khiến cho cái áp lực ở thời điểm cấp độ 6 của ta cũng sẽ bị giảm bớt. Chênh lệch về mặt chỉ số lính thật ra Flandre vẫn đang làm ổn mà, 40 so với 27. Scout ở khu vực đường giữa đánh quá tốt, cái áp lực thậm chí là ta đứng sau lính nữa cơ. Có thể thấy như Scout với một cái tâm lý thi đấu tương đối thoải mái, cũng như là cái kỹ năng của anh ta vẫn đang được bài sắc trong xuyên suốt 4 ván thi đấu vừa qua. Và nếu như Scout mà cứ tiếp tục giữ cái thế như thế này thì một hồi khó chơi lắm à. Đặc biệt là Crane. Đúng, Crane đang mang theo cái bước chân thần tốc, nhưng cái tốc độ hồi phục của anh ta nó cũng có sự hạn chế nhất định chứ không phải là không. Và nếu như ta cứ liên tiếp bị rỉ như thế này, một cái bùng nổ sức mạnh của Scout nó tung hết vào người của Crane, chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn trong đó đường trên mà dù đúng đã có được mài hạ gục, nhưng nó chưa đủ để giúp cho siêu khu có thể thắt được đường. Anh ta cần phải có thêm được những món ngưỡng trang bị, ví dụ như rồi nha, Triệu Triệu cấp độ 6, phía bên kia Crane bóng ba kỵ sĩ bùng nổ sức mạnh tung ra cho nên chờ đợi cho pha quét tan. Không cần thêm quét tan, kẻ yếu Crane tự dưng yếu rồi. Và chị chị là người có được mài hạ gục trong tình huống vừa rồi. Easy gun, easy fam, easy mạng trong tình huống vừa rồi. Ừ, tình huống mà chúng ta có thể chồng sát thương khá là ổn và kích hoạt cái đúp để có thể lùi về cũng không thành công nữa. Tiếp tục là một cái chênh lệch khá là lớn dành cho hai người chơi đi rừng. Chia chia 52 quái vật rừng anh ta đạt được cấp độ 6 và chưa kể đâu can thiệp ra khu vực giữa. Những cái con cua cũng đã thuộc về cho Triệu Triệu ván thi đấu này. Rồi, áp lực băng trụ ba người đang được triển khai. Lần này không có dịch chuyển đến từ Scout, ai sẽ là người cứu được Flandre khi mà tốc biến của ta không còn. Chắc bất chấp luôn ha, tức là bất chấp hút một cái luôn đi cho rồi. Tại vì như thế này thế lính còn lâu lắm. Để lính vô. À, đây chặn đầu. Nhưng phải đợi, nhưng phải đợi. Chạy đâu cho thoát em trai. Hơi khó nhìn thấy Plan Rê phía đầu. Plan này giờ Plan bò, Plan lết, Plan gì đó chứ không gọi là Plan Rê nữa. Anh ta đang liên tiếp phải làm mọi thứ để thể bỏ chạy được. Nhưng con Corki đã tới. Corki kêu tránh ra, bạn này phải là của anh. Nhưng mà tôi nghĩ là không cần tới rồi. Mà họ cũng đã có dành cho Siohu. Đơn giản, nhẹ nhàng và rất chất lượng. Một tình huống đi ram khá xa dành cho Minh để có thể có được áp lực khu vực đường trên. Và cái tình huống đánh chặn của anh ta cũng tương đối là tốt nữa. Đúng rồi, bởi vì là như thế này nè, con bài Na không phải là cái con tướng lăn cầu tuyết quá mạnh mẽ. Đúng. Nếu như Irelia, Kermil, Aatrox thì nó sẽ là một cái câu chuyện khác. Nhưng dù sao thì những cái lợi thế này nằm trong tay người chơi đang có phong độ cao như là Sahu thì cũng là cái phương án khá là tốt đi. Nhưng mà Sahu cần phải có được nhiều tình huống tạo đột biến hơn ở dạng Na khổng lồ của mình trong tình huống giao tranh. Thì khi đó cái lợi thế khu vực trên dành cho bên phía của anh mới bắt đầu được triển khai. Scout được nhiều mùa xanh và cái áp lực ở dạng đi đường của ta vẫn là như vậy mà thôi. Một chút nữa thôi thì anh ta sẽ có bùng nổ sức mạnh, thì trong thời điểm đó thì anh ta sẽ có liên tiếp những tình huống cấu rỉa máu, khiến cho cái góc farm đến từ Ryan nó sẽ bị chậm lại, nó sẽ bị hẹp lại. Nhưng mà đúng, thật ra cái mục đích đến từ RNG nó có hợp lý á. Bởi vì như thế này, bây giờ nếu như mà họ để cho Plan Rê mà tiếp tục đẩy vào bên trong thì cái thế đến từ Sehu nó sẽ bị gãy ngay lập tức. Anh ta nên nhớ anh ta đang cầm cái chất tướng bị đánh giá thấp hơn. Cho nên cái bắt một cái nhiệm vụ đến từ cái thời của RNG đó là biến từ cái thế mà thua trở thành một cái thế thắng lợi hoàn toàn. Và quay làm được câu chuyện đó. Một pha combo hoặc lập tức khiến cho mình Omega bị áp lên một pha điệu nhảy. Và ta bắt buộc phải làm mọi thứ để thoát được, nhưng thoát không nổi khi mình vẫn còn gắn cái thi đốt trên người. 3-1 trên phía của RNG và họ đang đánh rất khởi sắc. Quay ván thi đấu này như kiểu đang lột xác vậy đó.
Chính xác là như vậy, khi mà ở khu vực đường dưới lột xác theo nghĩa nào cơ? Bởi vì bây giờ anh ta cũng đang bị thiệt á, nhưng mà anh ta biết cách để lại dấu ấn. Trong tình huống can thiệp ở khu vực đường dưới đó thì đã tạo ra một vài những cái điểm hạ gục hơi đáng tiếc dành cho tay của Minh ha. Cái cánh trên đang, đặc biệt là rừng và đường giữa đang tương đối là xanh xao dành cho Minh với KDG nè. Scout sẽ lựa chọn Crying cho một cái pha bùng nổ sức mạnh của mình. Nhưng mà Crying đã phát hiện thấy Scout đã đầu quát tan kiểu trúng, ngay lập tức combo vào Scout mà đã gắn thêm. Khoan, đây là Na đẩy được ba người quá tốt, ngay tiếp theo là W từ Crying. Crying sẵn sàng hy sinh trong góc này để cho siêu hù được tỏa sáng, nhưng siêu hù cũng đang tỏa không nổi, ta sắp sửa tối và đã tối. Quay gọi đi tới người Scout, Scout mất tóc biến. Meiko đang muốn nhảy ra hỗ trợ, quát tan kiểu đã có rồi. Gala tới, tóc biến anh ta rút lông không được cái gì cả. Minh đang tới, đang lết bộ và đó là năm ba cái thành viên của RNG. Con sứ giả vẫn còn đang ở đó luôn. Một tình huống giao tranh khá là tập trung và tập thể đến từ bên phía KNG khi mà họ có đủ 5 người trong tình huống đó. Một đợt lính ở khu vực dưới bị mất đi nhưng thật ra không sao cả. Một tình huống đẩy 3 người đến từ bên phía của Sahu, nó tạo ra cái tiền đề để thể phản công ngược trở lại dành cho bên phía KNG. Và Quay vẫn đang còn sống sót ở đây. Trong một khoảng thời gian ngắn vừa qua thì Quay cũng đã được cứu rỗi khi mà anh ta bị thọt khá là nhiều đến từ cái lượng kinh nghiệm. Đúng. Nhưng anh ta đã bổ sung đến từ những trường giao tranh và bây giờ anh ta đang để lại dấu ấn của mình bằng con sứ giả, mục tiêu đầu tiên anh ta kiểm soát được. Đó hợp lý, tại vì bây giờ bạn có sứ giả bạn thả lên đường trên đó, bạn tiếp tục thiết lập một thế mà con xây này không làm được gì. Ok, lớp khiên này gõ cái đi, ừ rồi gõ vào việc thả sứ giả trên đường trên, tôi nghĩ là bây giờ làm được rồi đó. Siêu hồ sắp sửa của dạng nạc khổng lồ, một pha lao vào đối tượng Blanre rất bất chấp, nhưng mà cái pha trao đổi máu tôi không nghĩ là Blanre là cũng có lời nha. Với những pha trao đổi máu như thế này, một pha tung vào tấn công dồn hết tất cả mọi thứ vào ngựa Gala, nhưng Gala ngay lập tức rút lông về và ta rút lui về thành công. Một lượng lớn máu đến từ Gala đã bị bóc đi. Tưởng tiếp gia làng cát. Tiếp. Rồi khu vực đường dưới, cái sức ép khi mà cái lượng máu mất đi như vậy là sẽ là có nha. Trong khoảng thời gian ngắn vừa qua thì Minh đã di chuyển khiến cho xạ thủ của anh ta phải bị cô lập ở khu vực đường dưới này. Scout vẫn đang là đầu tàu khi mà anh ta đang có cái lượng sát thương khá là lớn. Giày pháp sư kết hợp cùng với bí thư rất truyền và nãy giờ thì Triệu Triệu cũng đang chơi xoay quanh khu vực đường tiếp giữa nữa, này. Tiếp nữa, lại một lần nữa gọi là Blanre lại được gọi tên, nhưng gọi là gọi tên trên bàn thờ. Blanre cố gắng làm tất cả mọi thứ để thoát thì thoát không nổi. Trụ đầu tiên sẽ thuộc về cho bên phía của Angie. Chắc chắn sẽ như vậy, họ có sứ giả, họ có áp lực đến từ hai thành viên. Quá tội dành cho Blanre trong cái ván thi đấu này, anh ta liên tiếp 0-4 rồi. Anh ta nằm xuống lần thứ tư rồi. Anh ta đang trong cái tình thế mà gọi là trong dân gian gọi là chơi tập thể á, thì rất là khó để thể làm được gì lắm. Nhưng mà cũng phải chịu, game này là game gia đình, có những tình huống sẽ là phải là game gia đình. Và việc thiết lập cái thế đánh đang tốt ở khu vườn trên như thế này, Seohu là người được đặt nặng một cái trọng trách rất là lớn. Chắc là bây giờ là Flandre phải viết một cái hồ sơ nộp vào cái chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Nhưng mà phải đợi xếp hàng. Ở giờ về sau thì không biết là anh ta có gặp gỡ gia đình của mình hay không. Cái cánh dưới cũng đã có vài những cái lợi thế, nhưng mà cái lợi thế là không đủ khi mà con sứ giả đã giúp cho bên phía của Angie có được cái trụ đầu tiên mở ra khá là sớm. Và chênh lệch về đồ một lần nữa được diễn ra dành cho Sahu trong ván thi đấu này. Ryan kể từ thời điểm mà anh ta cấp độ 6, anh ta có khả năng farm lính từ xa với những tình huống bom những tình huống bắn bom của mình, thì anh ta phần nào đó không bị lép vế nữa cho cái cuộc đua đẩy đường. Thần kiếm Manamun được hướng lên khá là sớm, món trang bị đầu tiên đã có đến từ cho Quay. Sehu bây giờ được thả ra một cách không phanh rồi đó, và cái gì phản kích có trên người. Thật ra Archie bắt đầu, nếu như thế này, nếu như hồi nãy Blanre không bị mất cái trụ đầu thì cái kế hoạch đến từ Archie nó vẫn đang ở mức độ gọi là đang thực hiện. Nhưng khi lên trụ đầu xong, bỗng nhiên Sehu lại được một điều, đó chính là hãy nên nhớ đây là con Na đã có chuyện phản kích, và nếu như một con Na khổng lồ, nó sẽ đủ lực để khiến cho bất cứ một pha tranh chấp rồng hay baron nào đó, hay là sứ giả khi nó đang từ từ quay tóc biến thoát khỏi tình huống tấn công của đối phương, miên hất tung đối phương ra. Nhưng đó là pha khiêu khích rất tốt đẹp với cô, nhưng cái góc đánh là hơi khó tí xíu, rút lông về không đủ chuẩn xác lắm. Seohu đang sắp sửa có dạng Na khổng lồ, Scout đang lựa góc để thể lao vào tấn công, nhưng mọi chuyện hiện tại đang vô cùng hạn chế. Rồi, cố gắng để có thể chơi xoay quanh con rồng nguyên tố thứ hai này. Có thể thấy như bên phía của Angie đang khá là tự tin, với trong giai đoạn vừa qua thì cái ngòi nổ chính của họ đó chính là Seohu đang thi đấu khá là tốt. Và Quay, trong tình huống đầu thì anh ta bị thua kinh nghiệm đến từ những con cua vượt trội hơn của Triệu Triệu, nhưng ở thời điểm hiện tại anh ta vẫn bị dẫn hơn về chị Sư Linh, nhưng anh ta đang cố gắng bù đắp bằng những cái cách, bằng những cái đuổi giao tranh. Ừ, con rồng này nè, con rồng này để xem của gaming họ chủ động ăn. Tôi thấy con Na đứng khá là xa và Seohu cũng quyết định là không đi bỏ bộ tới, anh ta bỏ rồi, con góc này là bỏ thôi. Seohu đâu có Na khổng lồ đâu, Seohu cũng không có bất cứ một cái dạng nổ nào đủ lực cả.
Và chưa kể cái đội hình hai xạ thủ đến từ bên phía của Anji chưa đạt được cho mình ở cái ngưỡng sức mạnh. Cái lợi thế lớn nhất của họ đó chính là khu vực đường trên thì đang có lực lượng trang bị vượt trội mà thôi. Hai xạ thủ không nhỉnh hơn so với bên phía của DG. Ở thời điểm hiện tại, Scout cấp độ 10, cấp độ 11 thì anh ta sẽ có áp lực hơn đến từ những tình huống chiêu cuối. Triệu Triệu phát hiện ra đối phương đang chuẩn bị cúp mùa đỏ và anh ta chấp nhận buông bỏ. Một pha mà sau khi anh ta thấy đối phương đã khởi động con mùa đỏ là anh ta chơi kỹ càng tới mức không di chuyển vào phay chết. Nhiều khả năng đối phương, anh ta đâu biết được đối phương có bao nhiêu người trong đó đâu. Nói chung cần phải bỏ thôi. Bởi vì khi các bạn nhìn vào cái thế này bây giờ, bạn để cho Siêu Hu lại tiếp tục có những tình huống đánh tốt thì mọi chuyện sẽ càng ngày càng tệ hơn. Nên nhớ đây là Kona nên được thả để phanh để có thể tìm được những điều ổn nhất trong toàn bộ đội hình này. Họ đã cố gắng nỗ lực làm tất cả mọi thứ để cho Kona này có thể khổng lồ ở bất cứ mọi nơi. Tức là nghĩa là đây là một Kona không bị chế ngự đường trên nữa. Đây là một Kona được quyền đi sang tất cả những cánh còn lại để có thể thiết lập được một tình huống giao tranh đủ thuận lợi. Đồng ý. Cho nên bây giờ chắc chắn rồi, mỗi khi Na đi tới đâu sẽ có người áp tải đằng sau lưng tới đó. Để khi mà con Na sử dụng chiêu cuối đó ngay lập tức thì sẽ có người đánh vào bên trong, cũng như tạo một lượng sát thương rất lớn khổng lồ, dứt điểm bất cứ người nào bị dính vào chiêu cuối của Na. Nhưng mà bây giờ cơ sở đánh thì chỉ có hai điều mà thôi. Thứ nhất là phải có một tiên cơ bản đồ kiểu dạng sứ giả hoặc là con rồng. Thứ hai là đợt lính ở khu vực đường dưới phải được tích lớn, đủ lớn để có thể thiết lập tình huống băng trụ. Thì khi đó Na hoàn toàn có thể sử dụng cái dịch chuyển của mình. Thì con rồng không còn, đợt lính khu vực đường dưới cũng không nghiêng về cho bên phía của Anji. Thì có thể thấy tạm thời giao tranh cũng sẽ không có ở trên bản đồ trong ít phút sắp tới. Thay vào đó là những tình huống cố gắng đẩy pha mà thôi, để có thể chơi xoay quanh những cái mục tiêu tiếp theo trên bản đồ. Thì mục tiêu tiếp theo thì bên phía của DG là đội tuyển đang có lợi, bởi vì rõ ràng họ đang sở hữu được cho mình đó hai con rồng nguyên tố. Chưa kể đến là họ đang sở hữu một đường dưới rất mạnh mẽ, với việc là từ nãy giờ Viper đây có một lượng chỉ số farm nhỉnh hơn rất nhiều so với lại Gala phía bên kia. Móc gì thì quái, tức nghĩa là món trang bị vừa đủ để cho Viper có thể bắn được vào toàn bộ đội hình của đối phương, với cái lượng sát thương có được thêm nội tại cộng dồn nữa. Rất nhiều thứ thì giúp cho Viper đạt từ cái ngưỡng khủng khiếp được tạo ra đến từ con bài Kai'Sa này. Chúng ta hãy nhìn cách biệt tiền đến từ Viper và Gala là có scout đường giữa nhỉnh hơn Train 1k tiền. Chỉ có đường trên là cái sự chênh lệch rõ ràng nhất, tức là Siêu Hu hiện tại hãy nhìn cái lượng tiền của anh ta nhỉnh hơn so với Landre. Cái này là gần bằng một cái kiếm BF luôn. Cái này là gần bằng một kiếm BF, tức là gần 1k3 tiền. Một khoảng cách phải nói là vô cùng lớn giữa Siêu Hu với lại Landre phía bên kia. Rồi ok, nó khiến cho Flandre phải đẩy lính sâu so với Sahu mà thôi. Nhưng trong tình huống này Sahu vừa mới dạng nào khổng lồ, khiến cho ta đang tương đối là mệt mỏi và không thể nào mạnh mẽ hơn được. Nhưng mà thời điểm này thì bên phía của EDG cũng không khởi động được con sứ giả, và nó sẽ câu đủ khoảng thời gian dành cho Sahu để có thể biến thành dạng na khổng lồ. Sahu cần phải tích nộ. Bây giờ trên đợt lính thì không còn nữa. Quét tàn quá đẹp, nhưng mà tiếc thay là không có góc vô, nó uổng quá. Sahu vẫn đang có một lượng máu khá an toàn để biến thành dạng na khổng lồ. Anh ta vẫn sẽ có thôi. Ảnh hưởng nhất đây. Cầu sống cầu tóc trúng vào người Gala. Gala luôn có chi với cầu sống của cộng gia tóc, nó khiến cho anh chàng này bây giờ nếu như bị dính thêm một cái nữa là bị ao giao tranh ngay lập tức. Duyên này chắc duyên âm quá. Là cái sao? Hả? Anh đang nói cái gì? Là kiểu dạng nó không có thuận lợi lắm dành cho Gala với những ruộng kiểu dạng cầu sống kiểu là như vậy. Vậy nếu đầu, như... đầu. Rồi, góc Siêu Hu lại một lần nữa. Crying lao vào bên trong một phạt combo hất tung rất tốt giúp cho Na lại tiếp tục có được mạng của Pascal là người được nhóm đến. Meiko đang phải bỏ chạy, Meiko bị giữ chân lại bởi Quay. Viper muốn hỗ trợ, Blandre muốn hỗ trợ nhưng hơi khó. Mà Quay nó có một màn trình diễn rất ổn trong pha xử lý vừa rồi. Ít nhất là anh ta bay vào một cách không vanh nhưng anh ta vẫn còn có thể thoát ra được. Vẫn kịp hất tung trong tình huống vừa rồi và Scout không kịp tốc biến để thể thoát đi. Chỉ còn 4 thành viên đến từ bên phía của DJ mà thôi. Tức là đây là mục tiêu được nhắm đến. Quay cũng đang muốn lao lên tấn công. Meiko lao vào bên trong nhưng không ai hỗ trợ cho ta cả. Và ngay lập tức là ta nằm xuống cùng với Quay. Bám bóng cho RNG. Con sứ giả vẫn đang bị khai thác. Ui cái mắt nó quay qua đâu đây. Quan trọng bây giờ nhân phẩm cho bạn sống tốt thì nó quay bên bạn. Nhưng không ai sống tốt cả. Và con sứ giả chưa bị dứt điểm. Chỉ đang cố gắng khai thác cho bằng được con sứ giả khai nước này. Rồi dịch chuyển đến từ Scout ra khu vực đường giữa để có thể giúp cho bên phía của DG có được cái khả năng kiểm soát sứ giả tốt hơn. Sahu đang cố gắng tranh chấp ở anh ta còn chiêu cuối. Anh ta có năng khổng lồ. Anh ta có năng khổng lồ. Nhưng một đánh ba sao mà lại đối phương là rừng có trừng phạt nữa. Sahu dạng năng khổng lồ nhưng mà rất đáng tiếc là Crane tôi nghĩ là không thể nào làm được pha Agua bắt như vừa rồi nữa. Nó hơi khó dành cho Crane. Anh ta cần phải hạn chế thêm một lần và cái lượng sát thương của ta cũng đang mức độ gọi là khiêm tốn. Và với con sứ giả này hoàn toàn có thể giúp cho bên phía DG có cái dịp để có thể gọi sứ giả ra khu vực giữa và cạnh tranh lấy con rồng nguyên tố thứ ba của ván thi đấu. Hãy cùng xem tình huống này, một tình huống xử lý khá là hay đến từ bên phía của Anji, bị đẩy ra phía sau nhưng vẫn có khả năng tiếp cận đến từ Ryan với một cái gói hàng của anh ta, và cơ sở để có thể tấn công dành cho bên phía của Anji vẫn đang được bảo toàn. Họ không có sứ giả khai nứt nhưng mà bù lại họ vẫn có thể dùng con rồng này là cái cớ để có thể đánh nhau được nha.
Còn sáu con nhân tóc đến từ Flandre nó không đủ lực lắm. Seohu đang là một dạng na chuẩn bị khổng lồ. Meiko lao vào trong và một cái pha xuất hiện ngoài trái, ta đang bị đẩy vào bên trong tường. Meiko quá nguy hiểm, Meiko nằm xuống. Scout quét tay kiểu rất đẹp nhưng không phải hỗ trợ cho Scout tiếp cả. Flandre một khúc quá xa, Viper cũng không có chỗ để bắn. Và Flandre có được một tiếng thề quay đang bị chính cầu sáu con nhân tóc. Con rồng vẫn đang trong tâm thế, nó đang đợi ai đó ăn nó kìa. Nó đang vẫy tay chào gọi nhưng không có khách nào tới thăm. Seohu về và anh ta sẽ di chuyển cùng với những người đồng đội của mình. Ngược trở lại, Gala đang cố gắng đẩy đợt lên khu vực giữa và các thành viên đến từ bên phía KDG chỉ có 4 người đây mà thôi. Họ không đủ sức để khởi động cho mình đó con rồng nguyên tố tiếp theo của ván thi đấu này. Trời ơi, nhìn cái mặt con rồng kìa, nhìn mặt rồng kiểu nhìn tụi nó đánh nhau gì tao kìa, nhìn buồn cười. Và chưa có ai đánh chúng ta. Rồi cuối cùng cũng đã có người rồi. Và quay đang liên tiếp gây một lượng sát thương rất lớn. Miên bị dính cầu sáu con tóc bắt buộc phải bật bất khuất của mình lên. Còn hai ca mấy nữa, chỉa có bốn ma kỵ sĩ, anh ta sẵn sàng bơi vào trong đây. Anh ta đang rất yếu, anh ta thấy nhưng ta không thể nào chỉa vào trong. Anh ta quá yếu máu đi. Và ONG họ lùi ra để coi họ có nằm xuống ai không. Cầu sống con tóc quá tàn cứu trúng nhưng không có sát thương đầu vào đó. Tuyệt vời, không ai che cho tình huống đó cả. Và thật ra cái tuyệt chiêu kích đó nó vừa mới đi qua cái bức tường được tạo ra đến từ cái địa hình của con rồng đất, nó khiến cho không đủ phản xạ đến từ các thành viên của VRG. Một điểm hạ gục đáp trả dành cho bên phía KDG, nhưng trước đó thì RG đã ngăn được cái mạch lên rồng 3 dành cho bên phía KDG rồi. Seohu vẫn đang là cái đầu tàu khá là tốt dành cho bên phía KDG. Cái DE của anh ta hãy nhìn kìa, 1-4-1-4. Và chưa kể đó, anh ta đang đánh một cái kèo thua nha, bởi vì cái áp lực đến từ các thành viên còn lại. Ví dụ như Quay có tình huống găng khá là ổn nha. Cái pha găng đầu tiên là cái pha găng mà anh ta bị mất hai cua, và anh ta có khoảng thời gian trống để có thể di chuyển, và anh ta di chuyển tốt lên khu vực đường trên. Bây giờ cái con rồng đất này dành cho ONG, nếu như họ có linh hồn rồng đất thì bộ chuyện sẽ rất là tệ. Tại vì hãy nhìn Seohu từ nãy giờ có những pha quấy nhiễu rất là tốt. Và nếu như để cho những con rồng đất rơi liên tiếp vào ONG thì cơ hội thắng lợi của Kim Minh sẽ càng ngày bị giảm đi rất là nhiều. Tại vì hãy nhìn đội hình này, đây là đội hình tôi nghĩ khả năng cấu rỉa được đặt lên nhiều hơn là so với lại việc là họ sẽ có một pha giao tranh tổng. Họ tự tin là họ là đội có lợi được. Chính xác. Nhưng mà gọi là kiểu dạng cấu rỉa thì bởi vì Flandre bị cam khá là nhiều khiến cho tốc độ lên trang bị của anh ta thì không đủ nhanh. Nhưng mà đồng ý với anh Trung, đó chính là vẫn sẽ là những cái tình huống kiểu dạng cấu rỉa qua cầu sống qua cổng gia tốc thì nó cũng tương đối là chất lượng. Đặc biệt là hàng sau là cái hàng tương đối là mỏng manh nha. Hai xạ thủ Rain cũng như Gala, cái lượng máu chắc chắn sẽ không nhiều. TG Kid muốn tạo ra một điều kỳ diệu một lần nữa nhưng hơi khó. Nhưng cái quan trọng là Viper vẫn đang giữ được cái vị trí rất là tốt từ nãy giờ. Anh ta không là người bị để ý đến. Flandre liên tiếp thu hút sát thương của đối phương. Và ta nằm xuống lần này lần thứ tư rồi. Quên xin lỗi các bạn, là từ nãy giờ là ta không nằm xuống luôn á. Đây là một dấu hiệu nói chung là ổn. Với việc bạn đã nằm xuống 4 lần trước đó thì rất khó cho Flandre có thể lật lại được cái thế cờ. Đặc biệt là bằng những cái lượng trang bị cũng như là những lửa góc farm. Tại vì bây giờ hãy nhìn đội hình, đây là đội hình mà họ có quá nhiều người cần tài nguyên. Họ tới cần tới 3 người cần tài nguyên. Không chỉ một mình Landry mà Scout cũng như Viper cũng tương tự như vậy. Cho nên bắt buộc là phải chia cho cả Scout cả Viper. Nó khiến cho Landry đã thọt, nay sẽ còn thọt hơn tí nữa. Tính ra bên kia cũng chia mà, bên kia hai xạ thủ. Nhưng bên kia ông Seohu bây giờ ông đang khỏe mà ông có thể kiểu nhường tí. Nhường xíu đúng không? Người anh mà nhường cho em mà đúng không? Đúng, hợp lý. Từ chỉ bị hơi mất nhiều máu tí xíu trong pha vừa rồi. Phải lùi lại một tí xíu, trụ vẫn đang bị tấn công. Meiko đang muốn phải xuất hiện hoành tráng. Ui, Viper mất khá nhiều máu Scout rồi nha. Willy tích trung đến từ Seohu, quét tan kiểu lấy được tóc biến của Quay. Và các thành viên của OG họ đạt được điều hữu cần. Đó là cái trụ đầu tiên của vừa được giữa. Một tình huống tạc cánh khá là mạo hiểm đến từ Scout, nhưng ta cũng đã ép được cho mình đó phải bảo trợ đến từ kỳ trên đi rừng của VRG rồi. Cái dịp kiểm soát na khổng lồ đến từ bên phía của OG nãy giờ làm rất là tốt. Khi mà Seohu có dạng năng khổng lồ, họ gây sức ép trực tiếp vào khu vực đường giữa và lấy được cho mình đó trụ hai trong ván thi đấu này. Hơn nhau chỉ là một khắc dây mà thôi. Đến từ cho cả hai tuyển, có thể thấy như cả hai đều đang có cái sức mạnh thật ra không chênh về phía bên nào nhiều cả. Nó đều 50-50 cả. Đây là những tình huống gọi là 50-50. Trong khi đó thì phía của OG ở trong giai đoạn hiện tại họ đang sở hữu được một Seohu, thì bên phía của Edward Gaming lại sở hữu một Anthony Matire. Hai bên đều đang có, tức là có người thọt có người xanh. Đường giữa cũng tương tự như vậy, đang khóc thì đang khá là khổ. Còn trong khi đó thì dò đường đang là người lợi thế hơn với chỉ số kèo đó là 212. Và cái lưu đình đã có trên người, đang chờ đợi để hoàn thành xong thêm, đó là cái trượng thiên thần nữa. Tôi đang chừng lại một khoảng thời gian để cho các bạn khán giả trên kênh DBA Việt Nam Official hiểu được những gì mà anh Trung vừa nói. Tôi thì tôi hiểu rồi, tại thằng em của tôi biết, tôi hiểu. Nó hơi bá dơ chút xíu nhưng mà được cái nó tốt tính, mọi người cũng thông cảm. Bá dơ tốt tính là ngược nhau anh Bình.
Rồi ok, à, như đã nói thì những cái lợi thế đều đang được chia đều dành cho cả hai đội tuyển. Nếu như bên phía của anh thì cái lợi thế mạnh nhất của họ đó chính là khu vực đường trên. Sahu đang tương đối là chủ động trong tình huống đẩy của mình. Những món trang bị của anh ta bây giờ đạt được cho mình đó cái sức mạnh 2.5 rồi. Thì xạ thủ đến từ bên phía của DG đang có cái lượng sát thương vượt trội hơn nha. Hai món trang bị đã có, súng hải tặc kết hợp với bóng diện thị quái. Con rồng nguyên tố thứ tư đang được chuẩn bị xuất hiện và liệu rằng đội tuyển nào sẽ là đội tuyển kiểm soát được nó tốt hơn. Có được cái gói hàng trên người để xem là Crane. Ủa, cái gói đó gói xương như gói hàng. Crane đang sắp sửa có được cái gói xương trên người của mình và anh ta sẵn sàng cho pha W và giữa đền của đối phương. Nhưng tôi nghĩ là không cần. Để nhìn kìa, màn hình quay dưới quay lại vẫn chưa gấp gói xương lên thì phải khá lâu nữa để cho hình như là một pha chờ đợi á. Tức nghĩa là Crane bây giờ có dịch chuyển, anh ta sẵn sàng cho pha dịch chuyển bọc hậu W để có thể ghép góc đối phương lại chẳng hạn. Nó khá hợp lý mà thôi. Đã có được gói xương trên người của mình rồi và đây là cơ hội rất lớn cho Crane có thể tỏa sáng vào bất cứ một tình huống nào đó mà không thể nào ngờ tới. Rồi ok, à, con rồng đã xuất hiện rồi đó. Rồi bắt đầu có ý đồ kỹ thuật. Đây Crane để xem nào, cái W có cái gói xương đang chờ đợi sẵn đâu, pha đúp vào nhưng Sehu bị out rồi. Anh ta đang dạng na tiến niệm nhưng ta mất một cái đống máu khá lớn. Anh ta có thể quay trở lại. Gala cũng tương tự luôn, cầu sống con tóc đến từ Blanre đang mang lại một độ ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà bởi vì cái dạng na khổng lồ cũng không có nhiều thời gian nữa và chưa kể đó cái áp lực đến từ những tình huống cầu sống như Trung đã chia sẻ khá là lớn dành cho bên phía DG, nó khiến cho cái nhịp đánh đến từ bên phía DG là không đủ mạnh. Rồng nguyên tố thứ ba, rồng bản lề để có thể tiến tới linh hồn rồng dành cho bên phía DG được triển khai. Cái gói hàng đó cũng không có nhiều lắm cơ sở để thể mở giao tranh dành cho bên phía của anh gì khi mà quay in vào nhiều khả năng là anh ta khóc thật bởi vì cái lượng sát thương trả ngược trở lại đến từ bên phía của DG. Ủa? Đặc biệt là Syndra của Scout rất mạnh mẽ. Quay với mình hồi nãy hình như là đang cố gắng phá mắt bên trong hang Baron sau đó bị phá bởi cầu sấm hay là gì đó, mà tôi thấy cả hai đều đang nỗ lực trong việc có thể lấy đi một lượng máu nhỏ nhỏ từ con Baron thì phải, nhưng mà chắc chắn là không thể nào làm lẹ được bởi vì cơ bản nó không có xạ thủ trong tình huống đó thì bạn làm được cái gì hơi khó. Con Seiya tập này đã có được hai món trang bị, nhưng hãy nhìn phía bên kia Viper cũng đang tương tự và ta có thêm chuẩn bị có được món trang bị thứ ba rồi. Nhìn hai cái mảnh này thì thường thì gạo thiên để chúng ta thấy là xạ thủ hay lên theo thiên hướng là ma vũ xung kiếm nhiều, mà chúng ta nhìn vào đội hình phía bên kia tôi cảm nhận như ma vũ xung kiếm là hợp lý tại con Na bây giờ cũng đang nguy hiểm quá. Đồng ý, ở thời điểm này thì có thể thấy như bên phía của anh Si mặc dù họ đang thua một thế trận nhưng tiền của họ đang nhỉnh hơn nha. Nó đang tập trung vào đường trên khá là nhiều, rừng cũng có vài những cái sự chênh lệch. Hai xạ thủ thì thật ra mặc dù đang bị yếu hơn đồ thật đó, nhưng cái tốc độ lên trang bị cũng ok chứ không phải là không. Và cái đội hình mà hai xạ thủ kết hợp cùng với con Na chống chịu và chưa kể đâu con Udi nữa thì vẫn có cơ sở để có thể ép giao tranh ở dạng về sau. Sahu pha thi đấu này thì anh ta không đi lạc. Tốc độ di chuyển được tăng thêm đến từ giáp lực sĩ giúp cho Sahu tương đối là thoải mái để có thể lựa chọn và thoát ra khỏi những tình huống có ý định tấn công đến từ bên phía của NTC. Tốc độ ra đó bắt đầu chậm lại rồi khi mà hai bên đều chưa có những tình huống để có thể vồ vào nhau được. Con Baron nó chỉ ở đó mà thôi, còn trong đó con rồng vừa mới bị mất. Nó đồng nghĩa việc là OG họ đang sống một cuộc sống mà dựa vào Sehu hơi nhiều. Nếu như Sehu là một dạng Na khổng lồ thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Còn trong khi đó Sehu mà không có dạng Na khổng lồ thì những tình huống kiểm soát Edward Kemin làm một câu chuyện đó rất là tốt. Chúng ta hãy nhìn, họ có thể kiểm soát được cái thanh nộ đến từ một con Na một cách dễ dàng mà không hề lo ngại là nó sẽ có một cái tầm ảnh hưởng gì đủ to. Đồng ý, cứ đợi mà thôi. Với lại chưa kể đến từ nãy giờ Blanre bắt đầu làm được cái nhiệm vụ mình cần phải làm, đó là anh ta liên tiếp có những pha cầu sống con tóc trúng vào những người cần phải trúng, giống như Gala. Gala từ nãy giờ là anh ta liên tiếp là người bị trúng, nó khiến cho nửa cái máu Gala bay trắng rất là lẹ và ta không thể nào tạo được đủ điểm nhấn trong một pha giao tranh. Đó là cái độ hiệu quả của ông bài dây nằm trong tay Flandre ván thi đấu này. Mặc dù gia đình đi đường của ta là một gia đình đi đường không thực sự tối ưu khi mà anh ta phải nằm xuống 4 lần và ở thời điểm hiện tại cái điểm được sáng của ta là anh ta chưa nằm xuống bất kỳ cái lần nào cả. Ở sau 4 lần đó thì chắc là cũng ngại nằm rồi, kiểu dạng cũng bây giờ cũng khỏe rồi. Nhưng mà quan trọng là cái khả năng farm á, khả năng farm cũng ổn nè, mặc dù chết 4 lần nhưng thậm chí là anh ta đang farm nhỉnh hơn so với Sahu nữa cơ. Nhưng mà bây giờ Blanre có là mục tiêu được nhắm đến pha này. Quả này chết thì anh Linh không biết mà nói gì luôn á, thật sự vẫn chết đang phải tìm một cách để tẩu thoát được. Quay tiếp tục tóc biến giữ chân đối phương lại, Blanre chưa nằm xuống, Blanre sẽ nằm xuống và các thành viên của Edward Kim Minh đang làm tất cả mọi thứ để dứt điểm được Sehu cũng như là quay Sehu đẩy vào bên trong tường. W trúng được vào người của Viper, vẫn đang tóc biến để chạy, Gala tới để hỗ trợ, một đổi một. Blanre lần xuống lần thứ năm, nằm xuống lần thứ năm rồi. Game này bây giờ pháp sư không phải là con sinh ra đâu anh Linh. Sinh Linh chứ không phải là sinh ra nữa. Sao ta đỉnh thiệt, tính ra là mới nói xong luôn anh Linh. Em không còn từ gì, những lúc như thế này chỉ cần đỡ một cười. Tôi cũng nghĩ như vậy. Rồi một tình huống mà anh ta bị khai thác ở khu vực dưới, có một vài những cái lượng tầm nhìn đã giúp cho
Flandre phát hiện được ý đồ tấn công của phía đối phương, nhưng ta lại dấn quá sâu trong tình huống kiểu dạng nhấp nhả như thế này. Và cái áp lực truy đuổi đến từ các thành viên đến từ bên phía của Angie cũng là nhiều nha, chủ động tốc biến nhưng cũng không thể nào thoát được. Tốc biến theo để có thể dứt điểm và pha di chuyển người đến từ bên phía của ADG chỉ có thể lấy được điểm hạ gục đến từ quay mà thôi, chứ không thể nào dứt điểm được Sahu. Không tự nhiên. Nói chứ bây giờ mà Flandre mà nằm xuống nữa là coi như dễ phế lắm á, thực sự. Ủa, bây giờ nhưng mà cậu sắm vẫn còn chất lượng nha. Cậu sắm chính xác là như vậy lớn. Nhưng mà hãy nhìn Flandre, Flandre có thể sẽ nằm xuống lần nữa. Anh ta đã bị dính nghiền nát, anh ta đang phải bỏ ra. Trong cái đó Minh thì đang rất yếu máu, anh ta đang phải lùi lại. Nhưng Flandre thì yếu hơn rất nhiều, anh ta nằm xuống lần thứ 6 rồi. Những dự đoán từ anh Linh đó đang tàn đúng. Đấy, áp lực tấn công vừa rồi đến từ bên phía của Angie khá là mạnh mẽ nha. Cái pha nằm xuống này đến từ Flandre phải mất đi cho mình đó. Cái thời điểm mà anh ta sống dậy ra là thời điểm con rồng ra trước đó khoảng chừng vài giây. Và liệu rằng với vài giây đó thì bên phía của Angie có đủ sức để tấn công con rồng ngay lập tức hay không? Hơi khó, thật ra hơi khó tại cái lượng máu của Gala nó không cho phép người ta làm chuyện đó. Nó hơi khó, nhưng nó có điều kiện. Tại đơn giản phía bên này mất một người, phía bên này vẫn còn 5 người. Và bò hút nghiền nát combo này nó vẫn sẽ là một trong những cái điều rất là ảnh hưởng. Seohu đang cố gắng tích cho bằng được cái lượng nộ đến từ một con na khổng lồ. Anh ta có thể làm được chuyện đó nha. Hãy nhìn cái góc, đây là góc mà đủ lực. Với lại không có cầu sống cổng như tóc, nó khiến cho bên phía của Onchi rất thoải mái, để cho Seohu có thể thoải mái bắn vào bên trong. Bây giờ đã có một sự chủ động nhất thiết đến từ cộng đồng. Seohu ngay lập tức sử dụng chiêu phản kích sắp sửa của dạng na khổng lồ. Wow, 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 hàng đẹp Seohu của dạng na khổng lồ đẩy vào quá tốt quen dứt điểm The Scout. Viết cánh tay lên những đồng hồ. Minh đã bị, chính xác là Beko đã bị dứt điểm. Và đó là pha quét gần sạch khi Flandre đã tới để gắm kịp những người đồng đội của mình chết. Có thể gọi là combo combo đến từ cái gói xương của Crane kết hợp với tình huống đẩy của Seohu. Quá tuyệt vời cho tình huống giao tranh vừa rồi đối với con bài Gorky của Ryan. Anh ta đẩy cái gói hàng và khiến cho các thành viên đến từ bên phía DG phải bị chia cắt. Và chưa kể đó, Sahu follow kịp thời với cú hất của anh ta nữa, tạo ra rất nhiều khoảng trống dành cho hai xạ thủ bên phía RNG được chơi. Bước ngoặt của ván thi đấu này nằm trong pha thi đấu vừa rồi đến từ bên phía RNG. Chắc người được nhắc tên nhiều nhất là Flandre rồi nhỉ. Không còn từ gì nói được cả. Cái này là hợp lý quá rồi. Anh ta chính là người đứng là nguyên nhân rất là lớn khiến cho Edward Gaming vừa rồi thua. Anh ta mà nằm xuống thêm 3 lần nữa thì anh ta lại làm cho tôi gợi nhớ tới một trong những nhóm nhạc đã từng thay đổi hip hop Việt Nam, Zero này. Một trong những nhóm nhạc khá nổi tiếng. Và quan trọng đó là không biết có nằm xuống 3 lần rồi sau đó là có được mạng không, nó sẽ đỡ hơn tí. Nhưng chúng ta xem, đây là tình huống mà Seohu bất kể thời điểm nào mà có thể có tình huống giao tranh thì Seohu cũng có lượng nổ cực kỳ sẵn sàng nữa. Và pha dịch chuyển này đến từ Flandre không có ý nghĩa. Bốn thành viên còn lại của bên phía EDG đã bị tấn công quá mạnh mẽ cái cánh còn phía bên kia rồi. Với lại Flandre chỉ đảm nhận nhiệm vụ đó là gây một lượng sát thương cấu rỉa trước những tình huống giao tranh. Chứ vào giao tranh thì anh ta phải dựa vào đồng đội mình rất là nhiều. Cho nên cho dù bạn có dịch chuyển xuống rồi, tác dụng của bạn nó cũng không đủ để có thể đảo ngược được cả. Rất là khó dành cho một người đã không năm trước đó, không sáu trước đó rồi. Mất đi cho mình đó con đồng nguyên tố thứ 5, mất đi bùi lợi Baron. Và chưa kể đó là cái pha giao tranh thắng lợi vừa rồi đã giúp cho hai xạ thủ quân phía Angie có được rất nhiều món trang bị. Thậm chí là cái lượng trang bị bây giờ thật sự vượt trội hơn so với bên phía EDG nữa cơ. Nó tử thủ vô cực kiếm được lên đến từ hai xạ thủ quân phía Angie. Phía bên kia Triệu Triệu đang sẵn sàng cho tình huống phản công ngược trở lại. Để có được hay không nha. Chị Chịa đã tới nhắm thấy Gala. Gala ngay lập tức sử dụng toàn bộ cái năng lực thoát đi. Minh vừa rồi cũng hỗ trợ rất tốt. Chị Chịa đang rất yếu máu, anh ta nằm xuống rất lẹ dưới cái những phát đánh nó từ mình. Quay đang tới để hỗ trợ. Gala đang được góc để bắn fiber, bắn không nổi nữa, phải lùi ra một tí xíu. Và Flandre lại một lần nữa, anh ta đang muốn tránh một mạng nằm xuống thứ 7 của mình ở trong ván thi đấu này. Anh ta cầu sấm qua cổng giao tóc nhưng rất đáng tiếc là nó không đủ để giải quyết được những đợt lính đó. Gala khủng khiếp quá trong đủ vừa rồi, anh ta cầu hết luôn á. Cái phản xạ của anh ta cực kỳ ghê. Khi mà Meiko đã kích chiêu cuối và chủ động tốc biến để tiếp cận thì anh ta sử dụng cái bão tố nổi dậy để có thể tạm lùi hai cửa Mega cho con bùi lợi Baron đầu tiên của ván thi đấu. Quá lời dành cho bên phía của anh chị. Tầm này đừng đùa Gala. Gala này là không phải là Gala cười như ngày trước nữa đâu. Đừng để anh nóng, anh bật quạt lên đấy. Đây là gặp nhau cuối năm rồi đó. Một đúng, năm đúng, rồi đúng, chỉ đúng. Có một lần thôi. Tầm này là gặp nhau hết hồn rồi, không còn gặp nhau cuối tuần nữa. Bây giờ cứ gặp Gala là hết hồn thôi. Bây giờ cái lượng sát thương tạo ra từ Gala là rất bùng nổ. Hai cửa chỉ trong vòng 32 phút. Đó là một trong những điều mà anh chị làm được rất là tốt. Và lượng cách biệt tiền đã là 7k tiền. Một trong những lượng cách biệt tiền mà Edward Gaming rất khó để thể kiểm soát được lại lắm. Đây hãy cùng xem lại cái tình huống mà best chiêu kinh khủng của Gala. Anh ta đứng lên cao như anh ta trong vai trò là xạ thủ. Cái pha này chắc
chắn sẽ là tình huống mà anh ta sẵn sàng cái nút R của mình rồi. Bởi vì anh ta đứng lên cực kỳ cao và có thể thấy như tình huống vừa rồi, tình huống xử lý cực kỳ thành công dành cho xạ thủ đến từ bên phía của Anji. Hai cửa Mega khu vực đường dưới, sức mạnh đối với đội hình hai xạ thủ bắt đầu được triển khai, mà chưa kể nữa là nãy giờ Sahu cũng thi đấu khá là tốt. Những tình huống giao tranh, những tình huống kiểm soát mục tiêu, lượng nộ của anh ta lúc nào cũng sẵn sàng cho một tình huống dạng năng khổng lồ. Bắt bây giờ anh ta đang bị bắt Sahu, bắt từ không bắt được Sahu. Sahu đang bị gây một lượng sát thương rất là lớn, anh ta sẽ nằm xuống mà thôi. Lo đừng nữa. Tống chứ anh đừng có đoán cái gì. Anh tới cái gì chắc lắm. Pha này Sahu cố gắng chết đó, một pha bếp chúa đó, chúa tệ của con chiêu đó. Một pha chết rồi lấy Mega đường trên, lời không, lời chặt. Nói chung quả đó quả bếp chúa nhưng mà chúa hề. Thôi đây, người bị giữ lại đó là chỉ chỉa. Và tiếp theo sẽ là mế cổ, mế cổ đang bị bẻ cổ. Để coi Meiko thoát được không đây. Bản năng sẽ thủ của Viper tung ra, cơn mưa Kaiser tung ra chưa đủ dứt điểm được, nhưng Meiko thì đã chết. Cầu sáu cao tốc chuẩn xác nhưng nó chưa đủ để có thể khiến cho Gala cũng như là Crane bị ao giao tranh. Quay ngược lại từ miền lấy tốc biến từ Viper, hãy nhìn Scout. Scout mất khá nhiều máu, bảo tố đã dậy tung ra. Gala chưa bị ảnh hưởng ở trong giai đoạn tiếp theo. Scout e trúng được vào một thành viên nhưng thành viên đó còn đủ chống chịu. Miên lao vào tấn công dứt điểm và đó là bàn gục dành cho Crane. 19-7, Onchi đang tìm Blandre, Onchi đang tìm Viper để xem Viper có thể là một tiếng theo hay không đây. Blandre đang phải lùi ra, Viper đang cố gắng chạy về bề đá cổ nhưng cái trụ bảo vệ nhà chính thì nó không biết chạy. Xong rồi, bò hút hơi lỗi đến từ Miên nhưng không sao cả. Miên đang phải lùi ra, Miên đã chết. 19-8 và chiến thắng cho các thành viên của RNG. Một ván thi đấu tương đối là dài hơi dành cho bên phía của RNG với EDG. Một cặp thi đấu mà phải kéo đến ván thi đấu thứ 5 và mọi thứ tương đối là căng thẳng cho đến những phút cuối. Thời điểm then chốt là con rồng nguyên tố thứ 5 của ván thi đấu, khi mà một tình huống tấn công với 5 thành viên đến từ bên phía của RNG, họ đã dứt điểm được 4 thành viên của bên phía EDG. Và rất thành công dành cho bên phía của RNG. Và đặc biệt vừa rồi Sahu có một cái ôm nhẹ nhàng dành cho người đồng đội thứ 6 của mình. Hơi tiếc dành cho EDG ở trong mùa giải thi đấu hôm nay. Đó, khi chúng ta cũng thấy ra là các fan nữ đến từ các đội RNG cũng đang rất kìa. Tức là họ đã biết được là chúng ta đã trải qua những cái trận đấu cực kỳ căng thẳng. Và cuối cùng thì RNG cũng đã, với bản lĩnh của mình, họ đã giành được chiến thắng. Một chiến thắng như đã nói tương đối là vất vả dành cho Anji. Nó kéo dài cũng tương đối là lâu. Và có thể thấy như là cái trận chung kết EPL mùa xuân này đã có hai cái tên, Fnblood và Anji. Đúng là như vậy. Và cuộc đụng độ này sẽ là cuộc đụng độ diễn ra vào ngày 18 tháng 4. Vào lúc 15 giờ. Ô lộn quên. Sorry tôi bị nhầm 17 giờ với 5 giờ. 17 giờ chiều. 18 tháng 4 là ngày mấy ta? Chủ nhật đó, chủ nhật. À 16 giờ hả? Xin lỗi các bạn, tôi nhầm giờ ở VCS. 16 giờ trên kênh của EVL Việt Nam Official. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày 18 tháng 4 để quyết định xem đối nào sẽ là đương kim vô địch của EVL mùa xuân 2021. Chào tạm biệt.